Phương, Thanh Phương, qua đây, qua đây, qua đây, nhanh lên. Em đây, em đây. Cái gì mà gọi em vội vội vàng vàng là mất luôn cái sự dịu dàng khoan thai vậy nè. Trời đất, còn làm thơ nữa chứ. Đã vội còn làm thơ. Thanh Phương có biết á là ở Phú Quốc cái món ăn nào mà đang rất là nổi tiếng không? Món bún quậy. Đúng không hả? Hay đó. Bởi vì nấu ngon thì em không dám nhận, nhưng mà món ngon thì em luôn cập nhật đó anh Long ơi. Thì hôm nay em nghĩ là hai anh em mình sẽ thử nấu món ăn này đi. Món này thì Thanh Phương đã thưởng thức ở Phú Quốc rồi, nhưng ngày hôm nay thì sẽ được thưởng thức tại Món Ngon Mỗi Ngày với sự thực hiện của đầu bếp Hoàng Long. Bung tỏa hương biển, khuấy động ngày hè với món bún quậy. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi, với phần chả cá thác lát này á, thì mình sẽ nêm vào đây là một muỗng canh hành tím băm, 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinon heo. Bây giờ Long sẽ nhờ Thanh Phương quết lên Long nha. Dạ, quết lên như thế này cho đều và thấm gia vị thôi. Sau khi cái phần chả cá này dai thì Long sẽ cho vào tủ lạnh để giữ ngăn mát tí xíu cho bảo đảm đồ tươi. Kế đến Long sẽ làm cái phần tôm. Rồi, bây giờ Long sẽ cho phần tôm này vào cối mình quết. Bây giờ mình sẽ ướp vào đây á, là một muỗng canh hành tím băm, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinon heo và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Quết thêm một lần nữa. Dạ. Cho thấm đều gia vị. Chúng ta sẽ giữ lạnh cái phần chả cá và tôm trong tủ lạnh để bảo đảm cái độ dai và tươi. Đây là cái phần mực rất là tươi thì mình sẽ cứa hai bên đường để mình trụng cho nó dễ. Các bạn lưu ý á, là với món ăn này chúng ta phải dùng hải sản là tươi để bảo đảm hương vị và chất lượng cho món ăn. Bây giờ tắt đi, mình sẽ cắt đôi ra. Lát mình rắc lấy nước. Và kế đến là cái phần xả thì mình sẽ băm ra. Công đoạn mình đập dập sơ xả như thế này để cho nó tiết ra cái tinh dầu xả rất là thơm. Hành tím thì mình sẽ đập dập. Phần ớt thì Long sẽ băm ra. Bây giờ mình sẽ nấu nước dùng đồ ăn. Dạ. Rồi, nói cho phần xả vào. Dạ. Kế đến mình cho đầu tôm vào. Dạ. Cái này mà mình bỏ đi thì cũng ổn ha. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu rượu trắng vào. Rượu trắng sẽ khử đi mùi tanh của tôm. Dạ. Mình sẽ cho vào nồi là 2 lít rưỡi nước ấm. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp xả với lại hành để cho thơm nước dùng phải không anh Long? Để thêm cái độ ngọt nữa. Khi mà nước sôi lên á thì mình sẽ vớt bọt. Sau khi nấu khoảng 30 phút á thì mình sẽ lược cái nước dùng này đi và mình giữ lại để mình nêm gia vị. Sau khi lọc cái phần nước dùng thì mình sẽ nêm vào đây là 1 muỗng rưỡi canh hạt nêm Ajinon heo và nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy nhẹ cho tay như vậy. Bây giờ mình sẽ làm cái phần muối chấm. Long sẽ cần vào đây là 3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê ớt giả nhuyễn. Mình vừa khuấy, mình vừa cho nước tắt vào Thanh Phương ha. Có độ sền sệt như vậy là được rồi anh Long. Đúng ha. Rồi. Cái này đó mình sẽ chấm với lại cái phần chả cá cũng như là phần chả tôm. Nãy chúng ta một cái tô, quết một ít chả cá vào. Quết ép chặt và thật là mỏng vào. Đây phần chả tôm. Trời siêu mỏng luôn á anh Long ơi. Khi mà chúng ta làm mỏng như vậy thì mình đổ nước vào thì nó sẽ chín từ từ. Phương lưu ý là phải thật là sôi nha. Đậy nắp lại. Chúng ta sẽ nấu nước dùng thật sôi để bảo đảm độ nóng giúp chả chín kỹ. Sau khi chả đã hơi bắt đầu chín rồi đó thì mình sẽ múc cái phần nước này ra. Rồi nước sôi Long sẽ đổ thêm vào đây một lần nước dùng nữa cho bảo đảm độ chín. Rồi mình đậy nắp nè. Mình cũng chần mực cho vừa chín tới thôi. Dạ. Bây giờ thì phần mực cũng chín rồi. Bây giờ Long sẽ múc cái phần nước dùng này trở lại nồi và chuẩn bị ra món. À, đây là phần bún mà ở phần đầu chương trình nè, anh Long đã trụng rồi nè. Đúng rồi, kế đến mình hãy xếp vào đây những chú mực rất là tươi. Tiêu vào, chút xíu hành lá. Bây giờ mình sẽ cho nước vào nha. Rất là thơm ngon và màu sắc thì cực kỳ bắt mắt luôn. Với món ăn này chúng ta có thể bổ sung thêm một ít chất xơ từ nước ép của táo, quýt và bó xôi. Bún tươi ăn cùng với chả cá, chả tôm dai dai, giòn ngọt hài hòa. Nước dùng sánh thơm hành tiêu, đậm đà thanh thanh. Chấm một chút muối tắc chua ngọt cay cay thì ngon không cưỡng nổi. Các bạn ơi, nếu đã lỡ thèm hải sản Phú Quốc thì hãy tức tốc làm ngay món bún quậy cùng với Món Ngon Mỗi Ngày nhé. Và nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về công thức của các món ngon, hãy truy cập vào YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày.